Xin chào mọi người. Sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người một số địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Than Uyên. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những địa điểm gần cho đến xa nhé. Và đầu tiên phải kể đến đó là Lớp Hưu, cách trung tâm huyện 3 km. Là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nằm giữa cánh đồng với khung cảnh thoáng đãng, mát mẻ. Và hiện nay có phục vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi nha quý vị. Và thứ hai đó là đồi thông Than Uyên, cách trung tâm 2 km. Với những cung đường dốc uốn lượn, hai bên là hàng trăm cây thông cao ngút. Đến đây các bạn sẽ cảm thấy được thư giãn, hít thở không khí trong lành, check-in và nướng đồ cùng đồng bọn. Hiện nay thì đồi thông Than Uyên cũng đã có thêm dịch vụ ăn uống, ngủ, nghỉ. Các bạn có thể đến đây tổ chức tiệc ngoài trời, thỏa sức vui chơi, nhảy múa, hát ca luôn. Và địa điểm tiếp theo đi xa hơn một chút là Vịnh Ta Gia, cách trung tâm huyện chừng 22 km. Ở đây được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Các bạn sẽ được đi du thuyền, ăn uống trên nhà nổi, trải nghiệm bơi thuyền kayak, thuyền hơi, đi chợ đêm, săn các món ăn đặc sản của bà con nhân dân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các hạt nhân văn nghệ thôn bản biểu diễn. Và địa điểm tiếp theo đó là Vịnh Pá Khôm của xã Pha Mô, cách trung tâm huyện chừng 30 km đường bộ. Chúng ta cũng có thể đi đường thủy bằng cách vào bến đò và đi thuyền vào vịnh, mất chừng 20 phút. Đến đây các bạn sẽ ngỡ ngàng với vẻ đẹp sông nước nên thơ, trữ tình, được thưởng thức ẩm thực của địa phương, trải nghiệm chèo thuyền kayak, lướt thuyền hơi, lướt ghế sofa, đặc biệt là trò chơi zip line, tận hưởng cảm giác mạo hiểm nhưng vô cùng thú vị. Và địa điểm tiếp theo, một địa điểm mới nhất hiện tại, đó là bản Na Phát, xã Phúc Than, cách trung tâm huyện 13 km. Nếu các bạn thích trải nghiệm du lịch sinh thái, tự nướng đồ, chèo bè trên sông, check-in sống ảo bên những cọn nước, trải nghiệm bắt ốc suối, câu cá, bắt cá suối thì không thể bỏ qua địa điểm này nhé. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một số địa điểm du lịch tại Than Uyên. Còn nhiều địa điểm thú vị nữa đang chờ quý vị đến khám phá, trải nghiệm. Và các bạn, còn chần chừ gì nữa, hãy chia sẻ để mọi người cùng biết đến và đến với Than Uyên nhé.